tốc độ giới hạn 60 km/h. Đấy, mình vừa từ cái đường Lê Trọng Tấn kia vào cái đường gom của đại lộ thì lập tức là hệ thống cũng là báo. Xin chào quý vị và các bạn, một trong những cái nỗi lo đau ví của chúng ta là khi mà chúng ta cần đi trên những cái tuyến đường mà chúng ta không nắm được cái thông tin nhiều này, rồi là các lộ trình, rồi các điểm đến chúng ta không có nhiều thông tin. Thế ngày hôm nay mình sẽ xin phép chia sẻ với quý vị và các bạn một số cái yếu tố, một số cái kinh nghiệm để chúng ta có thể không phải đau ví nữa đâu, mà thậm chí là gì, chúng ta tiết kiệm được thời gian thì nó lại làm căng cái ví này của chúng ta lên. Rồi, cái yếu tố đầu tiên mà khiến bạn giảm đi cái nỗi lo đau ví ấy, đấy là cảnh báo tốc độ. Thế khi mà đi một tuyến đường, đúng không ạ, chúng ta biết được các cái tốc độ phía trước là bao nhiêu, đọc cho mình này, hiển thị lên màn hình này, khi mà bạn đi đúng tốc độ rồi, đúng không ạ? Còn đâu nỗi lo đau ví nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đấy, absolute mặc dù của mình đã hiển thị lên màn hình rồi này, tuy nhiên còn hiển thị trên cả màn hình trung tâm. Có nghĩa rất nhiều các cái điểm nhìn tôi có thể theo dõi được áp suất lốp. Với một cái quả lốp như mình, nếu như mà bị mất hơi hoặc gì đó, mình cố tình đi nó tan lốp, tan cả mâm xe thì bay chục triệu là bình thường, chục củ là bình thường, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta biết được cái vấn đề về lốp, thế thì chúng ta sẽ xử lý sớm. Đương nhiên là cũng phải không đau ví nữa, đúng không ạ? Tiếp theo, một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là cũng giúp cho bạn không đau ví nữa, đấy là sử dụng cái hệ thống dẫn đường của Google. Cá nhân như mình, các hệ thống dẫn đường ở mình rất nhiều. Tuy nhiên, mình vẫn có cái dẫn đường của Google. Và trong quá trình bạn di chuyển, bạn bấm bạn ra lệnh giọng nói, thì nó sẽ an toàn hơn cái việc mà bạn bấm vào đây, bạn chọc 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 đang lái xe như này, đoàn vắt, thôi xong, đúng không ạ? Xe móp, xe méo, chưa kể tai nạn nặng. Thế thì bạn chỉ cần gì ạ? Dẫn đường về Quảng Ninh. Đang dẫn đường đến Quảng Ninh. Rất nhanh. Đó. Thế thì chúng ta có các cái thông tin gì? Ba cái thông tin cực kỳ quan trọng đối với một chiếc xe bây giờ. Chung quy lại là an toàn. Mà an toàn thì cất cái ví này đi ạ. Không an toàn thì tốn kém nhiều lắm. Và công cụ này là công cụ hỗ trợ chúng ta. Một yếu tố nữa mà mình cũng xin chia sẻ là như này. Đối với cái kết nối CarPlay thì bạn có thể dùng cái điện thoại. Bạn mua một chiếc điện thoại rẻ có Apple CarPlay, Android Auto, bạn cắm vào bạn dùng. Nhưng cái vấn đề ở đây là như này. Bạn đi ra, bạn lại phải giật cái này ra. Cứ pin nó cứ sạc nhồi, sạc xả. Khó chịu không ạ? Rồi, cái thứ hai, lỡ có cuộc điện thoại ping lên, anh ơi, đang lộ hết chuyện. Chuyện làm ăn, thông tin, tài khoản, rồi là chuyện ABC bờ cờ. Đó, thế có bất tiện không ạ? Vậy giải pháp là gì? Mình dùng một cái Android Box. Trong cái chương trình ngày hôm nay, mình xin phép là chia sẻ sâu hơn về cái sản phẩm này. Cái đầu tiên mà mình đánh giá cao trên cái Eleview D5 này chính là cái về mặt giao diện Eligo Smart. Bản đồ nó sẽ nằm phía bên trái, thì bạn rất là thuận tiện cho cái việc nhìn. Hơn nữa là cái sự hướng dẫn dẫn đường, rồi là cái tính tiện dụng cái giao diện của Google Maps thì thực sự là dùng rất là dễ dùng. Cái thứ hai là khi có cái tuyến đường rồi, chúng ta có được cái thông tin về tốc độ qua cái Get Speed này. Đây các bạn sẽ nhìn này, đấy, km bạn di chuyển, cái tốc độ, cái quãng đường đó cho phép bạn đi, gọi là cái biển báo giao thông. Rồi là các cái thông tin về cái tín hiệu vệ tinh, bắt rất nhanh. Và bạn có thể vào trong này bạn cài đặt. Thì cái này mình đã có một cái chương trình chia sẻ khá chi tiết. Ngay bây giờ thì mình cũng xin phép là trải nghiệm ngay những cái tuyến đường mà trong ngày hôm nay mình sẽ thử nghiệm. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Đấy, mình vừa từ cái đường Lê Trọng Tấn kia vào cái đường gom của đại lộ, thì lập tức là hệ thống cũng là báo mình là tốc độ 60 km/h. Thì đó, khi mà mình biết được cái tuyến đường như vậy, đúng không, thì rõ ràng chúng ta không thể đi sai tốc độ được, trừ khi mình cố tình thôi, đúng không ạ? Cố tình thì không nói chuyện rồi, cố tình bỏ qua. Cái này cũng hay là mình tình cờ là thấy cái giao diện Eligo Smart này, thế mình đổi luôn cả cái chế độ của Google sang màu tối này, rồi là dẫn đường sang màu tối thì nhìn nó cũng sang hơn, mình có thêm được cái gì, có cái black version, đúng không ạ?
bạn đã đi quá tốc độ giới hạn. Đấy, đi quá tốc độ giới hạn phát là báo luôn. Bạn đã đi quá tốc độ giới hạn. Đấy, đi quá tốc độ giới hạn phát là báo luôn. Nhắc luôn, tức là nếu như nhớ mà mình lại trường hợp như này, mình mà lại quên, đúng không ạ? Hoặc cố tình thì rõ ràng là có cái cảnh báo. Mà nhắc đến như thế mà vẫn còn đi quá nữa thì thôi mình cũng chịu, chịu thôi. Tốc độ giới hạn 100 km/h. Đấy, báo luôn đấy. Tốc độ giới hạn 100 km/h. Đấy, báo luôn đấy. Tốc độ giới hạn phía trước 60 km/h. Yếu tố tiếp theo đó chính là áp suất lốp. Thì gần như bây giờ áp suất lốp thì nó là trang bị, mình nghĩ rằng nó phải là tiêu chuẩn trên các dòng xe áp suất lốp, trên cả điện thoại này nữa. Là các bạn có thể dùng các cái chức năng tiện ích giải trí. Thì bạn có thể dùng tất cả những cái kiểu như là YouTube, YouTube Premium. Rồi tóm lại là về các ứng dụng như Spotify. Tất cả mà có trên này hết. Bạn có được một cái ứng dụng khá là hay, đấy chính là IK Entertain. Đây, bạn vào đây. Bạn có thể theo dõi, nghe tất cả các chương trình, rồi nghe âm nhạc qua các cái đó, được chưa? Không còn cái quảng cáo nữa, không bị ngắt quãng bởi quảng cáo. Và các cái chủ đề được thiết lập sẵn, bạn có thể lựa chọn và bạn lưu được. Cái này thì mình cũng chia sẻ nhiều rồi, mình cũng không đi quá sâu nữa. Và việc mà chúng ta lựa chọn được các cái kênh yêu thích, đó cũng là một lợi thế. Cái cảm nhận cá nhân của mình thì khi mà mình dùng cái Android Box mới thì mình nghe nhạc, mình thấy hay hơn một chút. Đó, hy vọng là nếu mà các bạn có dùng thì các bạn cũng vui lòng là chia sẻ cái ý kiến của bạn để mình xem rằng là cái khả năng thẩm âm của mình nó có đúng hay không. Cái ra lệnh giọng nói AKV của IK thì bạn có thể kiểm tra áp suất lốp, bạn có thể làm bất cứ dẫn đường, bạn có thể mở nhạc. Dẫn đường đến chùa thầy. Đang dẫn đường đến chùa thầy. Đấy, mình vừa lái xe, mình vừa ra lệnh giọng nói. Như vậy là đối với cái việc mà sử dụng cái ra lệnh giọng nói ấy, thì chúng ta sẽ tìm đường này, chỉ đường này, rồi là thậm chí là muốn nghe nhạc, rồi vân vân, điều khiển cái chương trình bằng giọng nói trong cái quá trình chúng ta vừa lái xe như thế này. Đó, chạy trên cao tốc nữa thì nó sẽ an toàn hơn nhiều, kể cả đi trong phố nữa. Này, tại sao mà mình gọi là giải pháp thông minh? Đấy, bởi vì nó quản lý bằng ứng dụng hết. Đây các bạn nhé, cái này mình cũng đã có lần chia sẻ với quý vị các bạn về các cái ứng dụng rồi. Thì ví dụ cái tình trạng xe của mình nhé, là đang tạm dừng, là đang tạm dừng ở đây này. Toàn bộ các thông tin về xe này đều nằm trong cái ứng dụng của IK phát triển. Đó, thế thì áp suất lốp bạn có kiểm tra được không? Có, đúng chưa? Đấy, các bạn có thể check cái độ chính xác này, kiểm tra độ chính xác. Rồi, độ chính xác trên mặt tấm lốp cũng vậy này. Rồi là bạn có thể ngồi phía sau, điều khiển toàn bộ các cái việc là nghe nhạc. Ví dụ bạn chuyển bài hát này, là bạn có thể kiểm tra được cái vị trí xe của bạn ngay lập tức đang ở đâu. Đấy, đúng chưa? Đấy. Bạn cũng có thể là xem lại cái lộ trình của mình đây này. Đấy, mình đang ở đâu đây này. Lộ trình trước đi bao lâu này. Rồi từ hôm trước này, rồi lịch sử dữ liệu này vân vân đều có hết trong này này. Ngoài ra thì mình cũng có thể theo dõi được các cái, ví dụ như là cái mức nhiên liệu này. Đây, có bao nhiêu này, còn bao nhiêu này. Rồi ắc quy còn bao nhiêu này. Đó, 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 tất, tật, tật. Nói chung là những cái thông tin cơ bản nhưng rất quan trọng cái tình trạng của xe thì đều hiển thị trong này. Một trong những cái yếu tố còn hay hơn nữa mà là một cái cải tiến trên cái ứng dụng này và trên Eleview D5, đó chính là bạn có thể chia sẻ hành trình từ cái điện thoại này lên cái thiết bị Android, và tất nhiên nó sẽ phải hiển thị qua màn hình. Ví dụ một người bạn của bạn, đúng không ạ, gửi cho bạn một cái Duy chẳng hạn. Đây, ví dụ Duy sẽ gửi cho tôi một cái địa chỉ nào đó từ ngày xưa. Em đang ở đây đúng không ạ, tôi sẽ tìm lại. Đây, xem nào. Đây, ví dụ như là một cái em đang ở đây, xe em đang ở đây. Đấy, gửi cho tôi một cái đúng không. Thế thì tôi bật vào đây này. Đấy, tôi bật vào đây. Tôi đã hiểu tiếp tục rồi. Thế bạn chỉ cần là gì? Bạn muốn hiển thị lên cái màn hình này đúng không ạ?
ngày xưa là mình phải đọc vân vân, không cần, bây giờ không cần, công nghệ mới bây giờ chia sẻ hết đấy. Đấy, bạn chọn lên cái ứng dụng này, choách một cái này, gửi, à đây, đấy, phải chọn xe đã, đôi khi là có mấy xe hay sao, gửi, ok, đấy, tiện không ạ? Rõ ràng là rất tiện, bạn không phải bấm, bạn cũng không phải ra lệnh giọng nói nữa, bạn chỉ cần chia sẻ phát là nó lên cái màn hình này, sau đấy là mình dùng mình đi thôi. Mà khi mà mình biết lộ trình, khi mà mình biết về cái tốc độ cho phép, rồi biển báo giao thông, vân 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 vân, khi chúng ta nắm được toàn bộ cái tình trạng thông tin của áp suất lốp, rồi chúng ta biết được cả điện áp ắc quy, rồi chúng ta biết được cả bình nhiên liệu, thì chúng ta sẽ có một cái hành trình nó thuận lợi và tốt đẹp. Bởi vì bất cứ vấn đề gì liên quan đến lốp, đúng không ạ, tốc độ, liên quan đến nhiên liệu mà còn thiếu, lỡ đi đang đi hết dầu hết xăng, rồi là ắc quy lại nghẹo ngỏm giữa đường, thì tất cả những cái thứ đó bạn đều phải trả bằng tiền để khắc phục. Đấy, thế thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ dùng luôn cái app iCa để các bạn có thể xem này, để mình ngồi đằng sau, mình có thể bật nhạc nhá. Có thể điều khiển nhạc kìa. Đấy các bạn thấy không? Đấy, mình có thể chuyển được bài này. Cái này thì đơn giản rồi, mình có thể tắt nhạc, vân 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 vân. Ví dụ ông tài xế gì, ông Sơn kia, nhạc này không hay, tôi dùng nhạc này kìa, tôi chuyển bài ngay. Đấy, hoặc là ông bật to quá gì, tôi ngồi đây tôi điều khiển hết. Đấy, thế thì mình là chủ xe, mình ngồi đằng sau. Nhưng ngoài ra cái giá trị mình nhận lại được hơn ấy là gì, mình theo dõi được toàn bộ cái tình trạng của xe của mình mà. Đấy, nếu áp suất lốp mà chẳng may mà dưới áp tiêu chuẩn phát thì lập tức là báo ở đây. Mà thậm chí mình cài đặt được trong này hết thế này. Đấy, mình cài đặt được cái mức bao nhiêu báo vân vân, nhiệt độ quá vân vân vân, mọi thứ là báo hết qua bên này. Thì đấy là những cái mà mình nghĩ rằng là mình sẽ nhận được cái giá trị rất lớn. Và nếu như trường hợp bạn tài xế này, bạn đang lái xe mà tôi không muốn làm phiền bạn đó, mà tôi cần đi, ví dụ như ngày hôm nay tôi sẽ đi đâu đó, tôi sẽ đi đâu những ngày hôm nay, tôi cần đi xem một cái dự án nào đó ở dưới Hải Phòng chẳng hạn, thì ví dụ như là mình sẽ về Hải Phòng, một cái địa chỉ cụ thể nào đấy đi, An Dương Hải Phòng, thì mình dùng ngay đây, mình share ngay lên trên app của iCa qua Android Box. Đây, chọn xe đây ạ, gửi. Các bạn nhìn, mình đã ghi đặt tất cả các cái máy đó. Đấy, Sơn bấm cho anh là có, được chưa? Bởi vì mình đang để cái chế độ dẫn đường ra cái tuyến khác mà, nên chỉ cần đồng ý, được chưa, thì là dùng luôn. Đấy, 2:30 110 mấy. Thì ở đây mình muốn chia sẻ rằng lại là tất cả những cái ứng dụng kia kìa, mình có thể nói rằng trong cái thời buổi bây giờ và trong một cái tương lai ngay gần thôi, thì đều là những cái ứng dụng thiết yếu. Cái giá trị đầu tiên là giá trị mang lại cái sự an toàn. Khi mà chúng ta có yếu tố an toàn, có nghĩa chúng ta kiểm soát được cái rủi ro một cách tốt nhất. Mà trong cái lĩnh vực gì cũng vậy, chúng ta kiểm soát được yếu tố rủi ro, thì hệ số an toàn cao, thì chúng ta giảm bớt đi cái sự mất mát, đúng không ạ? Mà cái sự mất mát đấy là gì? Là cái sự đau ví. Cuối cùng cái sự mất mát đến là mất mát về cái gì? Cuối cùng là về tài sản, thậm chí là về sức khỏe, nếu như những chúng ta đi quá tốc độ chẳng hạn mà không phanh, không xử lý kịp. Thì đấy là những cái giá trị mang lại. Và những cái kiểu như Android Box, Eleview D5 này này, và những cái ứng dụng cuối cùng nó mang lại ấy, nó trên cái giá trị tiền mình bỏ ra ấy, thì mình đánh giá là khá là xứng đáng. Đấy. Và cái giải sản phẩm chúng ta có thể sử dụng đối với cái Android Box này thì cũng khá là rộng. Thì trên đây là những cái quan điểm, những cái chia sẻ, những cái góc nhìn của mình sau một quãng thời gian sử dụng dài về cái sản phẩm Eleview, đầu tiên là D4, bây giờ là lên D5 với những cái cải tiến, mình nghĩ nó rất là đáng giá, đúng không ạ? Và hy vọng là các bạn nếu là người sử dụng những cái sản phẩm như này, những cái ứng dụng như thế này, thì các bạn dùng, các bạn có thể chia sẻ thêm bằng cách comment ngay dưới video giúp mình. Còn một lần nữa thì cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo ạ.